Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Bùi Hùng. Và hôm nay mình lại giới thiệu các bạn về một chiếc xe bên mình mới tuyển về đây. Và trước mắt chúng ta đó là chiếc Matiz nhập các bạn, sản xuất năm 2008, lăn bánh lần đầu năm 2009 các bạn này. Đấy. Và phần đầu tiên mình sẽ đi vòng quanh một lượt để các bạn cùng mình thẩm định phần ngoại thất của em nó đây. Bác nào yêu thích cái màu đỏ thì đây là một chiếc xe hợp màu hợp mệnh, các bạn liên hệ ngay cho mình các bạn nhé. Chiếc này nó là một phân khúc xe nhập, máy 0,8 3 máy, như này được trang bị một cái số tự động các bạn này. Bác nào yêu thích cái dòng xe số tự động thì liên hệ ngay cho mình. Đấy, và tổng thành xe này mới về đây các bạn này. Đèn đóm được một đôi đèn theo xe, bác nào thích đèn mới hơn thì mình sẽ thay cho các bạn một đôi đèn mới. Như đây vừa mua về xong có nào mình quay như vậy đây các bạn này. Các bạn quan sát phần hình thể bên ngoài của em nó đây, sơn gì nó lộng lẫy các bạn nhé. Và đặc biệt cái bản nhập khẩu nó có tích hợp xi nhan trên gương chiếu hậu đây các bạn này. Đấy, và phần thân vỏ đây, những chiếc xe nó còn nguyên form nó mới được như chiếc này các bạn nhé. Đấy, màu đỏ không phải lúc nào cũng kiếm được, lâu lắm rồi mới kiếm được một chiếc Matiz nhập số tự động mà này là màu đỏ đây các bạn này. Xe tư nhân chính chủ, cam kết các bạn xe không đâm va và đặc biệt là máy không bị thủy kích các bạn nhé. Dòng này thì nó là dòng xe rất hợp với các bạn mua cho vợ ở nhà, đưa con đến trường cũng như là đi chợ đi búa, hoặc các bác về hưu có tuổi đi số tự động thì nó nhan các bạn nhé. Và để kết thúc phần thân vỏ để mời các bạn quan sát phần keo chỉ đây các bạn này. Cam kết các bạn là toàn bộ bốn cánh là chỉ xin tuyệt đối như thế này hết đây các bạn này. Đấy các bạn quan sát này, không mất một phân keo chỉ nào. Và cái nội thất của cái dòng xe Matiz nhập nó là Margin Korea, cái đồ nhựa nhìn nó đẹp các bạn nhé. Bao năm trời đây, cái em nó đây vẫn gai góc đây các bạn này. Từ cái táp ly nó còn nguyên. Và chiếc xe này nó quý là một bộ áo ghế này Margin Korea theo xe, ghế nhập vẫn còn nguyên theo xe đây các bạn này. Đấy. Những chiếc mất từ ghế rồi thì đương nhiên là giá trị sử dụng nó nhiều, nhưng chiếc này giá trị sử dụng nó ít thì đương nhiên là bộ áo ghế nó còn nguyên. Và đặc biệt này, cái phím còi này 2008 còn mới hơn 2018 các bạn ạ. Phím còi chưa một dấu vết đây. Đấy, táp lô đồ nhựa của em nó đây. Đẹp xuất sắc đang chào đón các bạn, giá chỉ có hơn 100 một tí thôi là các bạn đã sở hữu ngay số tự động rồi. Đấy, củ số của em nó đây. Và đặc biệt cái bản này nó có sấy ghế các bạn nhé. Và đây, nó là Matiz thì nó có túi khí đây các bạn này, đặc trưng của xe nhập. Nó có chỉnh gương bằng điện đây các bạn này. Chân phanh, chân ga, chân phanh đây các bạn này. Đẹp xuất sắc đang chào đón các bạn. Một bộ ghế Margin Korea đây, ghế theo xe. Đấy, điều chỉnh này, cao thấp chân dài chân ngắn ở đây. Đấy, từ cái tem này. Đấy, Margin Korea sản xuất năm 2008, lăn bánh năm 2009. Ốc nhái bản này đây các bạn này. Nguyên. Không mất một phân keo chỉ nào, thế mới tài. Matiz thì các bạn thường ra rất sợ là nó bị mục mọt. Như cái chiếc những cái chiếc nhập nguyên con Hàn Quốc thì các bạn yên tâm luôn. Đấy, từ cái họng khóa nó còn sáng chắc trắng đây các bạn này. Keo chỉ không mất phân nào. Các bạn quan sát đồ nhựa của em nó này, rất tươi các bạn nhé chiếc. Đặc biệt cái dòng xe nhập Hàn là đồ nhựa rất tươi. Cái dòng này bên mình bán rất nhiều rồi. Về chiếc nào là hết chiếc đấy. Bạn nào nhanh tay thì còn các bạn nhé. Mình dám khẳng định luôn với các bạn là như vậy. Vì đây là một cái phân khúc xe với cái cửa tiền nhô 100 mà lại được cả số tự động, mà lại được là màu đỏ, mà lại được là xe nhập sang gắn xe máy, thì nó là một cái phân khúc rất nhiều bác thích và đặt hàng rồi. Đấy, đinh đố này nguyên hết các bạn này. Đấy, từ cái dòng của dòng nhập Hàn đây các bạn, nó dẻo, nó dai, nó không bị lão hóa nhanh. Zip. Đây, hàng ghế thứ hai đây các bạn này, nhìn nó căng phồng đấy các bạn này, nó không trũng như lòng chảo các bạn nhé. Margin Korea. Đấy, các bạn quan sát lại phần nội thất của em nó đây, số tự động mà giá nó chỉ bằng chiếc xe ra thôi. Và màu nó là màu đỏ zin theo xe các bạn này. Cửa đóng thì quá êm luôn. Đây các bạn quan sát gầm của em nó đây, không có tên là mục mọt các bạn nhé. Quay video mình quay rất kỹ để các bạn xem xét xem có đúng chiếc xe các bạn đang cần tìm hay không. Từ cái chữ Matiz này thì zin nguyên bản theo xe còn này, đèn này đèn zin nguyên bản theo xe. Đấy các bạn ta. Khóa mất rồi, mình sẽ mở khóa khiển, con này có khóa khiển từ xa các bạn nhé.
Và đây, võ khuyển từ xa đây các bạn này. Và đặc biệt này, cái bản mắt tiếp nhập là con này nó có 3 mắt này. Đấy, các bạn này, 3 mắt cảm biến lùi này. Và đây các bạn quan sát này, cột sau má ngước này. Đấy các bạn quan sát này, sơn zin tuyệt đối, chưa một giọt sơn lạ nào các bạn nhé. Không mất một phân keo chỉ nào. 2008 lăn bánh lần đầu, năm 2009 khóa cốp sau còn vàng ươm đây các bạn này. Hôm trước rất nhiều bác là hỏi là có ma tít nhập số tự động hay không, và đặc biệt là màu đỏ thì đây mới về đây. Không bác nào mà hôm trước theo dõi kênh của mình, khi xem được video này thì gọi ngay cho mình. Còn bây giờ mỗi một ngày rất nhiều các bác hỏi cho nên là mình cũng không nhớ được. Trần vẫn là trần đỉ nguyên bản theo xe. Và đây, kích lốp dự phòng đây các bạn này, cốp sau đây. Đấy các bạn quan sát này, lốp là lốp bé theo xe đây các bạn nhé. Từ cái giá này, giá còn nguyên đây các bạn này. Đấy, quay xa quay gần để các bác xem cho nó chi tiết đây các bạn này. Đấy các bạn quan sát di chuyển sang phần bên phụ đây. Đấy, chỉ cánh bên phụ cũng như bên lái đây các bạn này. Không mất phân keo chỉ nào. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ ngay cho mình theo số điện thoại ở phần giới thiệu các bạn nhé. Cua lốp này, đấy các bạn quan sát này, bao năm trời các bạn cứ bảo Matiz nó mùng mọt, đấy chiếc này không nói không mùng mọt các bạn nhé. Đấy, gầm cái nó đây, gầm này không mùng mọt đấy các bạn này. Và đây các bạn quan sát phần chỉ cánh cuối cùng bên phụ đây, cũng như bên lái này, zin hết đây. Riêng cái đồ nhựa xe nhập Hàn thì các bạn cứ để ý, không những xe của mình mà xe rất nhiều các bạn khác quay thì các bạn thấy cái đồ nhựa của dòng Margin Korea, cái chất lượng nó vượt trội các bạn nhé. Đấy, các bạn quan sát này, cái đồ nhựa táp lô, táp ly này. Và đặc biệt cái bản này nó có xây ghế đây các bạn này. Khi đi mùa đông các bạn bị, các bác có tuổi bật xương khớp thì đương nhiên mình bật cái chế độ xây ghế lên, nó sẽ làm ấm cái lưng của mình. Như bản trước mình giới thiệu, kiếm đâu ra một bộ ao ghế nhập nguyên bản theo xe như thế này. Và ốc nhái bản này cả hai bên đây các bạn này, chưa chạm cà lê tháo lắp gì. Và để kết thúc phần thân vỏ, để mời các bạn đến phần cuối cùng của xe để chúng ta cùng nhau test thử phần trái tim của chiếc xe, xem chiếc xe che nắng che mưa lại là được số tự động và lại xăng dầu ăn hợp lý, xăng dầu ăn như xe máy, xem có xứng đáng để các bạn lựa chọn mua che nắng che mưa hay không. Thì các bạn quan sát thật kỹ phần trái tim của em nó. Và trước khi đi đến phần máy, mình cũng xin giới thiệu các bạn là chiếc xe này bên mình đang chào bán tại cửa hàng với giá là 128 triệu các bạn nhé. Chỉ có 128 triệu thôi là các bạn đã sở hữu ngay một chiếc xe hàng nhập khẩu nguyên chiếc các bạn nhé. Và lại có túi khí đây các bạn này. Đấy. Các bạn đi SH thì làm gì có túi khí bảo vệ, nhưng đây ô tô có túi khí, có điều hòa. Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Mà cái giá đó lại rất hợp lý trong cái thời điểm kinh tế khó khăn này các bạn nhé. Có tiền mình làm việc khác các bạn ạ. Mua chiếc xe này rong ruổi trong phố, đi đưa con đi học, đi chợ, đi búa, đi uống cà phê. Đèn đó em nói đây, từ cái đèn gầm, đèn pha, đèn zin nguyên bản theo xe hết. Nhất là các bác ở Thái Bình mua chiếc này thì nó là chấm chấm hết luôn. Vừa về xong mình không dọn rửa gì các bạn ơi, quay luôn. Thì hôm trước rất nhiều bác hỏi mình không nhớ lại, mình quay luôn. Này chỉ là phớt qua, lau qua là sạch như đây. Máy đang nổ đây, để nguyên nguyên mộc đây các bạn ạ. Và đây, đặc biệt cái lóc cabo của nó có từ cái lưới chống tản nhiệt cho lóc cabo, còn đây cabo zin nguyên bản trên xe còn tem đây các bạn ạ. Với một cái cửa tiền nhô trăm mà lại số tự động, với một chiếc xe như thế này nó là một cái tiêu chí rất êm rồi. Lóc cabo vẫn là tem còn zin theo xe, và máy này nổ nó không rung giật các bạn nhé. Mở ra cho các bạn luôn này, không hơi thừa không khói đây các bạn này. Đấy, mở ra mà nghi ngút khói là vứt, như chiếc này không hơi thừa không khói các bạn này. Đây, quýt ga lên. Và để kết thúc chương trình, giới thiệu với các bạn về chiếc Matiz nhập, sản xuất năm 2008, lăn bánh lần đầu năm 2009 với giá là 128 triệu. Thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Rất mong các bạn like và chia sẻ cho mình. Bác nào có kênh rồi thì cho mình xin một nút like. Còn bác nào chưa có kênh thì đăng ký ủng hộ mình.
Chỉ cần nhìn qua cái hình ảnh tổng thành trong ngoài của xe thì các bạn cũng đã nhận thấy đây là một cái chiếc xe rất đẹp, rất chất rồi. Và đặc biệt chiếc này nó đăng kiểm nó rất dài các bạn nhé, đăng kiểm đến lại tháng 5 năm 2024 các bạn phải đăng kiểm tiếp này. Đấy, vừa đăng kiểm xong. Từ cái anten huyền thoại còn zin đấy các bạn này. Bên mình còn rất nhiều xe nữa. Và địa chỉ bãi xe mình là thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc các bạn nhé. Cách nhà máy Toyota và Honda Việt Nam 2 cây số, cách sân bay Nội Bài 10 cây số. Rất thuận lợi để các bạn đến với bãi xe bên mình. Và để kết thúc chương trình, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Rất mong anh em like và chia sẻ ủng hộ cho kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.